Đây là lý do pin điện thoại dễ nổ khi bị va đập mạnh hay bị chọc thùng. Pin điện thoại với thành phần chủ yếu là lithium, một kim loại kiềm hoạt động mạnh, dễ xảy ra phản ứng khi tiếp xúc với oxy. Cùng với đó, dung dịch điện phân trong pin là dimethyl carbonate, cũng là một hợp chất dễ cháy. Do đó, khi có sự tiếp xúc với không khí, các thành phần của pin sẽ gây ra phản ứng cháy nổ dữ dội,